Đây nhá, mọi người thấy không? Xe này khi mà dán keo lâu nhá thì bóc ra nó sẽ bị như này. Và bây giờ tẩy ra như nào? Mình đã thử tất cả nhá, nước rửa bát, dầu rồi công thức pha chế rồi kem đánh răng, không ăn thua nhá. Chốt lại chỉ xăng thôi. Được chưa? Đây nguyên mẫu này nhá. Mọi người theo dõi những cái cục tẩy nhá. Bánh tana các thứ rồi, cũng xin dê. Phút trôi qua này, thấy không? Cái lớp này nó rất là dày, vừa bôi mà còn phải vừa cạo á, mới ra. Đấy, người thấy không? Cạo trắng trắng này. Đấy, thấy không? Lâu. Mướt mượt mượt luôn. Thấy chưa? Cái xe của mình nó dán keo lâu rồi, tự bóng cả xe cơ. Nhưng sáng nay mải đánh quá, quên quay rồi. Còn cánh bên này quay cho mọi người xem. Đấy. Thì chủ yếu là mình tẩy keo là bằng xăng nhá. Chỉ có bằng xăng thôi, không bằng cái gì khác được đâu. Đánh xong rồi chắc là đánh nhanh cana xong lên lại đồ. Đánh xăng đánh nhanh nhá, khẩn trương nhá. Chứ ngâm lâu rồi bay hết màu sơn. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Mong mọi người ủng hộ để ra tiếp những clip tiếp theo. Ok, xin chào các bạn. Đây nhá, mình test này đen lốp nhá. Đây, bánh bên này rồi này. Thấy không? Đây với đây này. Theo con tay rồi nhá. Ôi, nhìn lại bóng loáng ngay nhỉ. Bên kia xà beng. Trước khi làm thì mọi người bơm căng lốp lên luôn nhá. Bơm cầm lốp lên rồi. Mình lấy luôn. Mình cho kỹ. Đấy. Đây chỉ lau cái cao su này. Ui, này nhục đất cát thế. Rửa này. Đèn luôn. Để đi bên này nhé. Cái này nó vừa làm đen vừa bọc dưỡng lúc này. Đây chủ yếu là cao su nha. Chỉ cao su thôi. Còn những cái khác thì ok luôn, bóng luôn. Thì viền viền lốp thì ok.
chung là không có chiếc xe xấu, chỉ có chiếc xe không biết làm đẹp. Này về mặt tiếp xúc thì thôi mình không lấy nữa. Chỉ có chiếc là viền lốp này thôi. Rồi tiếp theo đây mình lấy cái chỗ này cao su. Bổ sung vào cái phanh này. Thế. Cái nào cao su thì là người bôi cho mình. Không bóng nó đẹp. Kia đi. Thế thôi, hết rồi. Đấy. Mình có cao su này, một lốp này, đầy xăng này. Bây giờ mặt tên này. Kinh chá nhá. Kinh chá này hả? Kinh chá nhá. Kinh chá nhá.